Đấy, chị đi. Chơi đi, thích không chơi đi? Quá trời thích luôn à, cô chú ơi. Nữa chạy nữa, con bé đó nó nói hả, à, tụi mình đã bị dính cát lên chân rồi, bây giờ mình tụi mình phải chạy xuống đây tụi mình rửa thôi, rửa xong chạy lên tiếp. À, cứ thế ta chơi từ sáng tới chiều đó. Vô lại kia. Thank you. Các bạn có được đời không? Thấy xe kem chạy lại, nó mẹ mẹ không muốn ăn kem mà Ngọc đi ra đây Ngọc đâu đem tiền đâu. Ngọc ngồi Ngọc đem có cái điện thoại Ngọc với cái thân hình của Ngọc thôi. Ai biết cái chỗ này bán kem bán đồ này kia. Trời ơi rồi cái Ngọc nó không có tiền, cái cô kia cô đang đứng cô mua kem cô nói hả? Để cô mua cho nó. Mới đầu Ngọc nói thôi. Ngọc nói thôi thôi thôi. Mà cổ cũng nói thôi để tao mua cho tặng cho nó cho. Trời cô có cảm ơn cô chưa? Dạ rồi đây mẹ mở cho. Quá trời quá đất không kem gì đây. Quá dữ không? Thank you, trời ơi tặng nắp kinh nữa nè. Nãy giờ chạy xuống rửa tay hai ba lần rồi chưa hết cát. Rồi ngồi xuống không được đụng xuống cát, ngồi xuống giờ hai tay lên. Đúng rồi, rồi cầm ăn đây. À, trời ơi lấy tự nhiên lấy cái tay đụng cái gì vậy? Ngon. Ôi ơi sướng ngay cho đi ra biển ăn rồi còn có cô kia mua cho kem ăn nữa. Cô cảm ơn cô phải không? Ờ cô đó cô dễ thương ghê ha. Để mày chùa miệng ơi. Ăn không có đen ngồi im ở đây ăn, không có chi xuống biển ăn, chi dưới. Rớt cái cây kem xuống dưới nữa. Sóng biển đánh cái là con rớt cây kem xuống dưới à. Ngồi đây. Rồi Ngọc bị khang tiếng mấy ngày nay hả? Cách chắc cái từng lễ tới giờ cũng vẫn còn khang tiếng luôn á. La mà chay quá mà la cái miệng ai ải ải quá khan tiếng luôn tới giờ chưa hết. Trời ơi cái dây này cô mà nó làm gì tôi tưởng con rắn không á. Chú thấy đồ bơi mới đẹp không cô chú? Mới lên chị cái gôn của đồ bơi á. Giờ còn lại hỏi bạn ăn kem không nữa chứ. Quá dữ luôn. Ngon mà đồ mới ra bơi. À để mẹ mẹ chùi chùi mũi nha. Làm sao con? À cô cho bạn đó ăn thử mà bạn chưa ăn hả? Ngon ghê. Ngon con. Quá ngon là ngồi xuống đây, ngồi đi. Quá trời bộ đồ quá đẹp luôn trời. Đồ mua thay gạch quá đẹp luôn. Chùi dưới đây nè. Rồi thôi ăn xong cái kem phải đi về đi cái bàn tay này nè. Cái bàn tay bây giờ là lỡ luôn anh luôn à. Ừ đúng rồi chơi với chơi trên cát thôi. Nó nói là nó có thể nào chơi trên cát thôi được không? Thấy không chứ tay bây giờ là nơm mớp mẻ hết rồi nè thấy không? Thôi là mớp mẻ hết rồi đó. Đi vui không con? Trời ơi. Con thấy mẹ thương con không? Mẹ ngồi giữa nắng này mẹ chờ con chơi đó. Đó, còn cô chú con ngồi giữa nắng nè, chờ nó chơi nè, có được đời không? Hai mẹ con riết đen dư á hả? Đen như quả luôn vậy đó. Bỏ, đi xuống rửa tay. Coi chừng rớt em nha. Trời Ngọc ngồi đây mà tự nhiên nó nhiều lúc một tưởng tượng cát nó bay vô miệng Ngọc luôn á. Tự nhiên nó cắn cái lan Ngọc lại, cái Ngọc nghe cái rộp giống như là thôi. Cát vậy. Wow mọi người đi biển thật là nhiều luôn á. Quá trời nhiều luôn. Cái này không phải là bãi biển đầu tiên nha mọi người. Đây là bãi biển nguyên một cái con đường này á, hả là nó nối dài dữ lắm. Xe. Bạn nó bánh đi về rồi đó. Chút nữa về mày chở đi trampoline chơi nha. Nha về mày ấy mày rớt bà ngoại xong mình dễ đi trampoline chơi cho đã đời Chicago luôn. Ok ôi trời ăn bánh không không ăn kem mà tướng tướng nè no.
bì của người ta kìa, bánh bì của người ta đó. Đây đụng chó người ta đó. Xe cũng đời sướng dễ sợ vậy chứ. Ăn rồi ăn chơi ngủ rồi ăn chơi được không? Không biết cực khổ là gì. Hả? Hả? Mama, sao? He scared me. Nó làm gì? No. He was scared of me. À, sợ con hả? Tưởng là con quấn nó hả? Cái mặt mày hung bánh này. Mặt nó thương quá đi được không? Trời ơi, nó chùi tay vô áo tôi trời ơi, có được rồi không? Cái mặt là hung bánh này mày thương quá mặt. Ôi, đứa mặt thôi, đừng có muốn miệng dơ quá. Con mặt thôi. Ôi, thương quá. Con là gì của mẹ? Con là gì của mẹ? Hả? You so lucky. Sao con may mắn? Con may mắn sao? Con kể cho mẹ nghe coi con may mắn được gì. Hả? À là con được đi ra biển đó hả? Trời ơi, mommy I'm so lucky. JD, that's not lucky, JD. You know why you lucky? Because you have a mom like me. Right? Đúng không? Con may mắn là tại vì con có được mẹ như mẹ, đúng không? Đúng không? Nó nói dạ đúng. Đúng rồi, mẹ không chở đi, ai chở đi đúng không? Nói dạ đúng. Nói dạ đúng rồi con. Nói chùa miệng. Trời ơi, mommy I'm so lucky. Trời ơi, mẹ con may mắn quá. Được đi biển chơi nó may mắn. Văn chương được dễ sợ luôn. Bye bye. Cái cô đó cô nói hả? Ủa? Sao con bé bơi dạng quá vậy? Cái nó học bơi năm 4 tháng. Nó hèn chi nó xuống nước nó dạng quá trời dạng luôn. Chưa cho bạn nó mượn đấy, xe. Sharing is caring đấy. Kỳ ghê á. Xe. Kỳ đẹp. Rồi vậy người khác đâu có cho con mượn đồ của người ta đâu. How about next time you want someone's toy? JD, stop. Yes, you have to share. Thôi vậy thôi, mốt không cho đi biển nữa. Không share đồ chơi thôi, mốt không cho đi biển nữa. Okay, rồi vậy chơi bạn cho bạn mượn chơi nha con. Nghe lời nghe lời mẹ nha. Ngu không? Không có được lấy cái tay bóc cái cát bỏ vô miệng nghe chưa? Đừng quay miệng ra đó cái. Rồi dính cát chưa? Đây mẹ chùi cho. Rồi. Tự nhiên con muốn mẹ mở ra nữa không? Mẹ mở ra cho. Mẹ mở ra cho. Xuống rửa tay lên rồi mới được cầm cái kem. Hôm qua không có video clip nào cho cô chú. Hôm qua chay ngủ sớm á cô chú ơi. Hôm qua 8 giờ tối chay ngủ rồi. Nó ngủ từ 8 giờ tối hôm qua cho tới 8 giờ sáng hôm nay. Trời đất ơi. À, bụi con nè. Đây mẹ chùi. Ngủ dậy á hả, trời ơi. À, sữa rồi lấy sữa cho uống. Cho bạn mượn nha. Con hỏi bạn tên gì chưa? Nói lớn lên bạn mới nghe. What's your name? Hả? Họ nói gì vậy? Hả? Không biết hả? Ơi, cát đừng đồ 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 đồ. Dính mắt rồi hả? Ê, chín chai, dính vô kem rồi. Rồi thôi, nghỉ ăn kem luôn. Cái kem dính chát hết rồi. No, she didn't do it in purpose. It was because of the wind. Tại vì gió con chứ không phải do bạn đó. Nhưng mà gió lỡ dính vô kem thôi. Rồi đi mua cái cây khác ăn. Ok. Giờ đi rồi đi về luôn. Đây nè dính cát hết rồi lấy gì ăn nè. Trời không được. Kem là con không có rửa được. Please. Không đi mẹ đi mua cây kem khác. Ok mua kem khác. Ok.
Này không phải lỗi cho bạn nha con, lỗi cho cái do gió nha con nha. Ủa, nó nói hả? Tại sao bạn bạn lại làm như vậy đối với cái cây kem của tôi? Đúng rồi, lỗi của hai đứa luôn. Đúng rồi, nó nói mẹ cái này là lỗi của hai đứa, lỗi của cái bạn này là bạn thả cá, còn lỗi của gió là gió nó đẩy cái cát vô cái kem của con, cái ấn ai không? Rồi đi về. Rồi thì đi ra ngoài kia mới có kem chứ con thấy trong đây mẹ có tiền đâu kem. Đi. Đi con, nãy giờ ngồi cái tiếng hồ rồi, đi về con da mẹ đen rồi, con đủ rồi đó chơi. Con chơi cũng đã đời rồi, con giận lắm, bye bye bạn đi. Rửa luôn đi. Trời ơi, bây giờ là bớt nắng rồi nè cô chú nè. Chứ biết vậy mơ mốt đi giờ này cho khỏe. Giờ kia ngồi nó nóng mà, nó nóng mà muốn cháy lưng của cọc luôn á. Đi ra ngoài đó đi, rồi tôi chở đi ăn cái kem bự. Đi, lẹ lên. Rồi, lại bye bye bạn đi. Bạn ơi. Quá trời luôn mà. Gì đó. Còn muốn ngồi chơi đúng không hả? Bây giờ muốn đi về mẹ dẫn đi trampoline chơi không nè. Đây đây, chơi nhiêu đó đủ rồi con. Mình tắm biển hoài chứ gì, lo gì ba cái này mà biển với hồ đi. Đi. Stay here with you. Ở đây với con hả? Cái đồ biển hồ lấy láng mà cứ chơi hoài. Mình chơi hoài rồi á, chơi biển anh. Về không mẹ hả? Ủa, mày tưởng con muốn hôn mẹ chứ, đây đây mày hôn nha. I love you. Where's the sand? It's on my lip now. Mẹ đang đen ghê vô chú. Trời ơi, con có chân. Cái chân của nó bữa nay đen nè. Cái đùi là do mặt đồ bơi sát rạc. Cái chỗ đó là đen thui cái chỗ đùi. Thấy giờ con thấy gió không? Nó nói lỗi của hai người. Trời ơi, ai mà suy đoán ra vậy? Mình nói tưởng mình nói lỗi của gió là nó tin mình lỗi của gió đi, không, lỗi của hai người. Tại vì bạn này là thải cát lên mà cho bạn kia là gió đẩy đi. Dây không không nha, không nghĩ phải nghĩ phải nha. Rồi đây. Đây, giờ đi nè. Cô chú, cái đồ chơi này nè, mắc cười lắm. Cái đồ chơi này là ăn lẩu người ta cho. Kệ nó con. Con, chắc tôi đập con này quá, đi dậy lên. Trời ơi, con này cô chú ơi, cái này là con thằn lằn giữa sa mạc nè cô chú ơi. Mẹ cho con chút nữa tay dơ, con lên xe mẹ là dơ xe mẹ đó. Thôi thôi, đi. You don't want to đi. Nó nói là I don't want to đi. Bà ngoại đang chờ kìa, lẹ lên. Cái đồ này nè là Ngọc đi ăn lẩu người ta cho. Cái con bé mà nãy chơi với con chay á, nó hỏi cái đồ chơi này mua ở đâu vậy. Cái Ngọc nó ủm lẽ giờ Ngọc nói là đi ăn lẩu người ta cho. Mấy đồ chơi này mua ở bên siêu thị Target á. Cái con chay nó nhìn qua Ngọc nó nói mẹ, cái này đâu có mua ở Target đâu. Đợt đời nó không. Chứ không lẽ nó cái này là đi ăn lẩu rồi, xong rồi nó vô chỗ lẩu rồi ta cho cái này. Rồi. Snow Angel. Vậy. Xếp nào. Kìa bạn nó bán đi về kìa, thôi đi về đi cháy ơi. Đi về mẹ còn dẫn đi trampoline, nó mấy trampoline đóng cửa đó. Mẹ thông báo cho con nghe đó là trampoline đã đóng cửa đó. Oh yeah, rồi đứng dậy đi. Forgot. Quên, đi đường này. Con này kỳ ghê á. Trời ơi, lỗi một phần là tại bạn kia, rồi mỗi lỗi một phần là tại gió. Con này chắc nó từ đây mà đi ra tới bãi đậu xe chắc tôi còn dừng cái chừng cái chục lần nữa mới tới cái bãi đậu xe quá. Thấy ai được đợi kêu đó không? Con muốn ôm cát vào lòng phải không? Tối nay bắt đồ ra ngủ ở đây luôn đi. Muốn không?
Ngọc là Ngọc thấy chay rồi đó nha, tương lai là ra biển này nè cô chú nè, nó trải khăn rồi nó nằm đây nó phơi nắng, mà tương lai tôi thấy nó rồi đó, cái xì tai của nó đó. Thằng sao? Thằng sao? Thôi thôi đi đi, mẹ nói dẫn cho đi, đi con. Biển, cái biển này bự lắm cô chú, người ta đem ra đồ ra đây, người ta ăn uống barbecue, tắm rồi cho chơi cả ngày mà đỡ nữa, thấy chưa? Rồi dơ đồ rồi đi vô trong đây rửa nè, tắm nè, đi không nổi luôn mà. Ủa, cô chú thấy từ ở trong cái bãi đậu xe mà đi ra tới đó xa lắm á. Bây giờ còn đi ngang qua đây là qua một cái bãi cỏ nữa. Chị này giờ bắt đầu đi nè. Nằm nữa. Jady, are you a lizard? Yeah, you are a lizard. Yes, you are. Oh, it's gonna rain. Mưa. We gotta go. It's gonna rain. It is. It's raining. Rồi, tự lên, đúng rồi, giỏi. Chạy ra. Đây, thấy không? Tới đây, tới một bãi cát rồi ra ngoài kia, tới một bãi xe. Vô, biển vô lâu xa dữ chứ nữa. Đi con ơi, đi con. Đúng rồi, đây có đá không à. Để lên. Thôi, cái nắp chai cầm làm gì? Kỳ thiệt. 1 2. Mưa này chay nè, mẹ nói là mưa đây nè. Mưa tới nơi, tới nước rồi đây nè. Đó, tới đây, tới cỏ nè cô chú nè, hết cát rồi nè. Rồi giờ đi kiếm chiếc xe màu vàng nha. Người mẫu sải bước trên cỏ. Giờ phải, giờ kiếm chiếc xe màu vàng đây. Thẳng luôn. Cũng còn xa lắm á, đi bộ xuống chút nữa. No, but this way. Rồi lại xin gờ con chó người ta. Chay ơi. She's scared, JD. Đi con, let's go. JD, không phải con chó ai con cũng lại con xin để con đụng vô làm chi vậy chay? Xin đụng vô làm chi vậy? Kỳ thế. Lại hỏi cho con gợn chó con chút được không? Chi vậy? Rợn cái rồi được cái gì không? Ai mà cũng dám chạy là phải không? Nói chuyện gì ta? Nè, cho em thấy, mọi người thấy mấy người mà ai mà không muốn tắm biển á, người ta đem đồ anh này, tay ta nướng barbecue ăn cuối tuần, rồi đồng dữ nhất. Cực kỳ đông. Jay, this way.